chào bà con cô bác. Hôm nay mình giới thiệu đến bà con cô bác cảnh thu hoạch cá đồng nuôi trên ruộng vào mùa nước nổi của người dân quê tôi. Đây là những mẻ lưới quyết định cho một mùa vụ. Thì mà bà con cô bác bắt đầu theo dõi. Đụng qua đó kìa Đạt. Để qua đây cái vườn đi. Không có xào không, đừng có xào họt nha. Xào không đụng qua. Ở đây, đụng dữ lắm đó. Bỏ cái giống để em ta chép rồi. Ai đụng cá nó bỏ qua rồi. Bơ qua đây Đạt ơi. Hốt cái bao với cái giống giật con lên đi. Phan mày chứ. Là chủ yếu là ra là đi quay luôn luôn rồi. Đừng có vũ nữa. Không phải tại thu. Có không? Có vậy nó xuống đã. Không có cái bự quá kìa. À! Rồi rút qua cho nhỏ đi. Này mới hấp dẫn rồi. Rồi.
Vô rồi, vô rồi. Rồi. Có mày ăn lưới hả? Có mày ăn lưới. Ồ, bắt chưa? Hết. Quá vô rồi, bà con ơi. Quá trời ơi. Quá trời ơi. Ừ. Không được, ít hơn. Cái này là vét lợn quận 2 rồi đó. Đó. Quá trời ơi. Còn hết. Trời ơi. Còn nữa hả? Còn sao bụng đuôi. Cái mẻ này ít cá chép ha. Rồi, tiếp tục. Vô rồi, có bia rồi Cường ơi. Cường Đạt nó bữa nay nó khai trương lon nữa kìa. Còn nữa kìa. Quá trời ơi, cái này trời ơi, nãy phải biết gì nãy đổi cái vỏ bên kia của bà cui được rồi trời. Nhiều lắm ở trên đó. Hết không trời? Không hết thì chúng nào là lội. Một cái gì lưới này cho một vỏ mấy vậy Cường? Trời ơi, vô kìa. Quá trời ơi. Vì sao có người không ha? Ủa đâu dữ vậy, kéo nữa bút ơi. Đây luôn rồi. Trời. Sao cá nó.
Rồi chưa? Rồi lưới lưới nào nữa không? Lưới nào nữa không? Nữa không? Nữa không? Hút lỡ rồi làm thêm vài lưới nữa coi. Dạ lưới đầu trời có nửa à, cái quá trời cái lưới cuối này rồi. Cái này sao chừng mấy trăm ký cơ. Mấy trăm. Năm nay cỡ khoảng được mấy tấn hình tiếng. Cỡ 3-4 tấn chứ gì đâu, thả là chục ký, 20 ký tấn được rồi. Năm nay thấy im hơn năm rồi không? Im hơn. Nước chảy. Năm nay cá lớn hơn năm rồi hả? Cá lớn hơn. Một tấn mình kiếm được vài chục triệu gì không? 10 triệu hả? Cá chép thì được 12 triệu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.